Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển Ba vừa cho biết, lực lượng chức năng của Hải đoàn 32 vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an thành phố Nha Trang bắt giữ 2 nghi phạm đang vận chuyển hơn 4 kg ma túy các loại. Trước đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 12 tháng 8 năm 2024, tại khu vực biên giới biển ngã ba đường Phong Châu với tỉnh Lộ 3 thuộc xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng của Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển Ba và Công an thành phố Nha Trang bắt giữ Nguyễn Ngọc Nhân, 38 tuổi và Vũ Thị Huỳnh Loan, 38 tuổi cùng ngụ tại phường Phước Long, thành phố Nha Trang. Thời điểm bắt giữ, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ 2 bịch ni lông màu xanh, bên trong đựng chất tinh thể màu trắng, nghi là ma túy đá, 1 bịch ni lông chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy khay và 2 bịch ni lông màu bạc, bên trong có 1.999 viên nén màu xám, nghi là thuốc lắc. Tổng trọng lượng hơn 4 kg. 2 nghi phạm khai nhận số tang vật trên đều là ma túy được Nhân vận chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về Nha Trang tiêu thụ. Khám xét chỗ ở của Nhân tại một căn hộ ở khu đô thị VCN Phước Long, cảnh sát thu thêm nhiều loại ma túy khác. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa, đây là chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay được đơn vị phát hiện bắt giữ.